Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo Bồ Đào Nha với Cộng Hòa Séc 1 giờ 45 phút ngày 10 tháng 6 năm 2022, UEFA Nations League. Trong 4 cái tên góp mặt tại bảng A2 UEFA Nations League mùa này, Cộng Hòa Séc là đội bóng bị đánh giá thấp nhất. Tuy nhiên, Cộng Hòa Séc đã khiến giới mộ điệu đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Ở trận mở màn, Cộng Hòa Séc đã đánh bại Thụy Sĩ với tỷ số 2-1. Sang đến lượt đấu thứ hai, Cộng hòa Séc đã có đến 2 lần vượt lên dẫn trước và khiến Tây Ban Nha phải rất cộng hòa chật vật mới giành lại được 1 điểm, hòa 2-2. Thế nhưng, đó là những trận đấu mà Cộng hòa Séc được Cộng hòa chơi dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của các cổ động viên nhà. Với việc phải đến làm khách trước Bồ Đào Nha ở lượt đấu tới, e rằng Cộng hòa Séc khó lòng duy trì được mạch bất bại. Đó là nhận định hoàn toàn có cơ sở bởi Cộng hòa Séc không phải đội bóng quá bản lĩnh khi thi đấu xa nhà. Tại vòng loại World Cup 2022, 4 cuộc viễn chinh ở vòng bảng đã chứng kiến Cộng hòa Séc thua Bỉ, Wales và chỉ thắng được 2 nhược tiểu là Belarus và Estonia. Ở trận bán kết play-off, dù rất cố gắng nhưng Cộng hòa Séc cũng chỉ có thể cầm hòa Thụy Điển trong 90 phút trước khi gục ngã ở hiệp phụ, thua 1-0. Mặt khác, Cộng hòa Séc tỏ ra đặc biệt yếu bóng vía trong những cuộc đụng độ các ông lớn trên sân khách. Ở 4 trận sân khách gần nhất được chấp từ một hòa full time trở lên, Cộng hòa Séc đã toàn thua, để thủng lưới 13 lần và không ghi nổi bàn danh dự nào. Đáng lưu ý, 3 trên 4 thất bại của Cộng hòa Séc có tỷ số cách biệt tối thiểu 3 bàn. Đây là lý do để tin rằng Cộng hòa Séc sẽ thua đậm Bồ Đào Nha. Nhận định trên càng được củng cố bởi Bồ Đào Nha luôn thi đấu rất ấn tượng trên sân nhà. Sau khi buộc Tây Ban Nha phải chia điểm trên sân khách trong ngày ra quân, Bồ Đào Nha trở về tổ ấm của mình và có màn hủy diệt Thụy Sĩ 4 bàn không gỡ. Đây đã là chiến thắng thứ 3 liên tiếp và là lần thứ 6 Selecao châu Âu được ca khúc khải hoàn sau 7 trận sân nhà gần nhất. Trong 6 chiến thắng vừa nêu, có đến 5 lần Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội đè bẹp đối thủ với cả công hòa biệt 2 bàn trở lên. Với kèo châu Á Bồ Đào Nha chấp 1.25 kèm với lợi thế sân nhà, anh em nên cân nhắc kèo trên. Chốt kèo châu Á, Bồ Đào Nha chấp 1.25 full time. Tính thêm cả trận thắng Thụy Sĩ, Bồ Đào Nha đã thắng 6 trên 8 lần đón khách trong khuôn khổ UEFA Nations League. Nhìn chung, Bồ Đào Nha rất hiếm khi để mất điểm trên nhà. So với một đội bóng khôn nhà dại trợ như Cộng hòa Séc, rõ ràng Bồ Đào Nha là điểm đầu tư sáng giá hơn hẳn. Với kèo châu Âu, anh em cũng nên cân nhắc đội chủ nhà. Chốt kèo châu Âu, Bồ Đào Nha thắng. Ở 2 trận vừa qua, Cộng hòa Séc ghi được 4 bàn thắng nhưng cũng phải vào lưới nhặt bóng tới 4 lần. Với hàng thủ hở hang như vậy, sẽ rất khó để Cộng hòa Séc có thể trụ vững trước sức tấn công mạnh mẽ đến từ Bồ Đào Nha. Trong 8 trận sân nhà gần nhất, Bồ Đào Nha đã có tới 7 lần ghi được tối thiểu 2 bàn trận. 7 trên 8 trận này cũng khép lại với không dưới 3 lần lưới rung. Tuy nhiên, khả năng cao Cộng hòa Séc sẽ chơi phòng ngự phản công, điều này sẽ gây không ít khó khăn cho đội chủ nhà. Với kèo tài xỉu 2.5, anh em nên cân nhắc cửa xỉu. Chốt kèo tài xỉu 2.5 chọn xỉu full time. Chốt kèo, kèo châu Á, Bồ Đào Nha chấp 1.25 full time. Kèo châu Âu, Bồ Đào Nha thắng. Kèo tài xỉu 2.5 trái chọn xỉu full trận. Dự đoán tỷ số, Bồ Đào Nha 2 Cộng hòa Séc 0. Cộng hòa ức các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh, cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.